Xin chào mọi người. Hôm nay là một ngày rảnh rỗi nên em lái xe đưa con đi dạo quanh thị trấn của em sống. Nơi đây là một vùng quê thật là bình yên. Những ngày mùa đông thì hai bên đường cây trơ trọi lá, em không biết nó là cây gì nữa. Nhưng mà đến hôm nay mùa xuân đến, thời tiết ấm áp, có nắng ấm thì hoa bắt đầu đua nở. Em mới biết nó là hoa anh đào á mọi người. Mùa xuân ở Trung Quốc thật là đẹp. Đi đến đâu hoa nở đến đó. Hai bên đường mà hoa trải dài, nhìn rất là thơ mộng luôn. Nhìn bên dưới thì có những đám màu xanh xanh, đó là lúa mì á. Bây giờ bắt trồng vào vụ lúa mì rồi, lên một màu xanh mượt rất là đẹp. Trên Hà Nam thì họ ăn mì sợi làm từ bột của lúa mì, bánh bao, bánh hấp, sủi cảo đều làm từ bột của lúa mì. Ở đây người ta còn trồng nông sản như khoai lang, đậu phộng, ngô, sắn, nhưng mà tất cả họ đều xay làm bột hết, rồi sau đó mới dùng bột đó để chế biến thức ăn, tạo làm thành bánh, thành mì, chứ họ không ăn cơm như Việt Nam mình. Chạy qua cầu thì thấy có một đám anh đào màu sắc đậm hơn nè, nhìn rực rỡ ha. Định là sẽ ghé chụp vài tấm hình, nhưng mà vì sáng giờ hai mẹ con em chưa ăn sáng nên là đi ăn sáng trước đã. Tại vì hôm nay cả nhà đi vắng hết, có hai mẹ con em ở nhà thôi nên là lùi nấu cơm. Vậy nên hai mẹ con đều nhau đi ăn canh bò luôn cho nó lẹ. Đây là canh bò, có vị gần giống như là phở bò của Việt Nam mình vậy đó. Cái này người ta ăn cùng với lại màn thầu nè, bánh nướng nè, hoặc là bánh xé sợi giống như em vậy nè. Mình có thể gọi theo mức giá là 10 tệ, 15 tệ hoặc là 20 tệ, tùy theo mình muốn ăn nhiều hay ít. Tô này của em là 10 tệ thôi, mà nhiều quá hai mẹ con em ăn không hết luôn á. Lúc mà hai mẹ con em vào quán thì quán rất là vắng, không có ai hết. Nhưng mà được một lúc sau thì rất là đông các cô chú lớn tuổi. Họ thì toàn là những người lao động ở những cái đền ruộng gần đây. Họ nghe ăn sáng nè. Nhìn thấy họ lớn tuổi rồi mà vẫn phải đi lao động chân tay như vậy, thấy thương thiệt sự luôn. Người lớn tuổi bên Trung Quốc đó, họ tiết kiệm dữ lắm. Họ không, nhiều khi không dám ăn, không dám mặc đâu, mà làm được bao nhiêu thì cũng tích góp lại cho con cháu hết đó. Thấy tội thiệt sự. Biết là tiền Trung Quốc nó có giá hơn tiền Việt Nam một xíu, nhưng mà sự thật là họ rất là tiết kiệm, nên thành ra họ mới có của ăn của để. Chứ tính ra cũng không phải là giàu có gì, tại vì họ biết tiết kiệm thôi. Ở nông thôn thì ai cũng vậy cả. Nhìn rất là lam lũ, nhìn rất là tội nghiệp. Kiểu ăn không dám ăn, mặc cũng không dám mặc ấy. Chai nước suối này giá 1 tệ thôi nha, rất là rẻ. Đây là con siêu xe của hai mẹ con em nè. Lúc mới qua thì không có thấy ai đội nón bảo hiểm nên mình cũng không đội luôn. Nhưng mà thôi, mua nón bảo hiểm đội cho chắc, tại vì xe mình cũng chạy nhanh mà, nên an toàn là trên hết. Ai không đội kệ họ, mình đội vậy. Ăn xong thì sẵn gần siêu thị nên hai mẹ con em quẹo vô dạo một vòng. Tại rảnh quá đó, không biết làm gì nên là đi vô siêu thị thôi. Vô đây lại tốn tiền tới nữa. Đó, bởi vì ta nói rảnh rỗi xin nông nổi. Bộ đồ chơi câu cá này có giá là 39 tệ, tầm 135-136 ngàn gì đó. Dạo một vòng mà không biết mua gì hết trơn á, tại vì thấy cái gì nhà mình cũng không có thiếu nên là không biết mua gì luôn. Nên thôi, quẹo qua mua cái gì ăn đi cho chắc. Thấy có nho mới nè, có vẻ cũng tươi.
13 tệ 98 hào nửa ký. Dâu tây thì nguyên một cái mùa đông ăn dâu tây mà giờ thấy ngán luôn á, không thèm luôn. Nó là đi dạo có một vòng thôi mà ai về ra là một giỏ đầy vậy nè. Tổng thiệt hại là hơn 300 tệ. Rồi ra khỏi siêu thị thì sẵn quẹo luôn vô shop của bà bạn của chồng em á, mở shop bán quần áo ở thị trấn nè. Từ lúc em ở Việt Nam là bà cứ nhắn tin hoài à, bảo nào về đi rồi qua shop bà làm người mẫu cho bà, chụp hình quần áo để bà đăng bán. Tại vì cái tướng bà nói bà tướng bà xấu, bà mặc đồ không có đẹp, chụp hình không có đẹp nên là chụp mẫu không có được. Bà cứ kêu em qua hoài à, mà không có thời gian, mình bệnh con cái á. Xong hôm nay ghé nữa thì bà lại đảo là ngày mốt quần áo về hàng mới, hàng mùa xuân á, cho nên là nhờ em qua chụp một ít ảnh để bà đăng bán trên Instagram với lại TikTok, rồi WeChat nữa, Weibo. Ở đây là shop bà chắc bự nhất rồi đó, còn mấy shop khác á, nhỏ lắm. Tại vì một cửa hàng ở Trung Quốc thì giá thuê sẽ mắc hơn Việt Nam mình rất là nhiều. Bà nói là bây giờ những áo len mùa đông thì bắt đầu xả hàng hết, xử lý bán rẻ hết. Ngày mốt là hàng mùa xuân về là toàn bộ là đồ ngắn hết, nên là bây giờ đồ dày là bà xử lý bán rẻ hết. Còn lỡ cái nào bán không hết thì để đến mùa thu kế tiếp bán. Bà lấy vài mẫu cho em thử nè. Cái áo khoác này nhìn cũng xinh ha. Bà nói mốt bà đi lấy hàng đó, có mẫu nào đẹp mà em ưng thì bà chụp hình bà gửi qua cho em coi, em ưng thì bà lấy giùm luôn cho. Trước có mấy dù giãn sơ tan gì điểm mà trai tay điểm ồ trước cơ miên trang quay miên cảm chứa của họ kha à trang tay điểm bây giờ như trang chuyên là của hồ thiên hồ hồi chỉ nể đúng bao đó à đủ hơn bao nể đúng chẳng chuyên thiên hoa xa thiên chuyên nể đúng bao là thô rô đó à tôi à hồi chẳng trai trang cơ rồi hồ trang cơ toàn chuyên quay miên họ kha sơ là nên như xem là hồ lấy của cái sau sau ấy đều bị xa thiên là sau ấy hồ ý đinh điểm cái như sau nhưng mà tôi không mang nể cơ. Nhìn trên kệ cũng có một số túi sách cũng dễ thương. Khổ nổi à, nhìn thấy quần áo là không kìm lòng được. Vô tiệm quần áo là kiểu gì về cũng xách một bọc à. Thôi chuồn lẹ chứ ở nữa là tốn tiền nữa. Đội cái nón bảo hiểm này cái nhìn hai mẹ con ngầu như trái bầu luôn. Trái ơi, hú hè. Trên đường về thì lại tấp vô đám hoa hồi nãy, tính chụp hình nhưng mà chưa chụp được nè. Tới khúc này chắc là kiểu đỏ sắc với hoa, coi ai tươi hơn. Cũng có nhiều người vô đỏ sắc với hoa lắm nè. Trên đường về thì em rẽ sang một đường khác để về nhà. Đường này thì có rất là nhiều các cái nhà kính như vậy. Ở đây là họ trồng nông sản ở trong nhà kính không à. Tại vì á, mùa đông á, mà trồng ở bên ngoài là nó sẽ chết hết. Mỗi nhà kính như vậy thì là họ trồng một loại rau củ khác nhau. Có cà rốt nè, khoai tây, khoai lang, có dâu tây nữa. Mẹ chồng em cũng ít khi đi ra siêu thị mua rau lắm. Nếu mà cái gì ở nhà không có thì toàn ra những cái chỗ này,
những cái chỗ nông sản người ta trồng tại chỗ này mình tới mình mua thì rất là rẻ luôn. Bảo sao lúc mới về tới nhà thì thấy toàn là rau củ gì mà nhiều quá trời, từng bao để đầy trong bếp luôn. Thì ra là mẹ em mỗi lần đi mua là bà mua vậy đó, mua từng bao rồi để trong nhà vậy. Tại vì mùa đông không có sợ hư. Chỗ này là trung tâm thôn nè, hay họp thôn rồi, có tạp hóa, có cả trạm y tế ở đây nữa. Còn cái thùng màu đỏ này là chỗ lấy nước lọc nè. Một bình lớn 20 lít là một tệ thôi, là tầm 3.500 tiền Việt Nam mình nè. Rẻ quá ha. Cũng tiện nữa, mỗi lần hết nước thì đem bình lên đong nước đầy rồi đem về. Bây giờ thì em về tới nhà rồi nè. Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn mọi người ở clip sau nha. Bye bye.